Con biết ba mẹ. Ba mẹ đi đâu gì hai con tôi. Lâu quá à. Tiếng chuông ra về. Đi về nhà tôi. Cuối cùng học xong rồi. Trời ơi. Các em nhớ làm bài tập về nhà nha. Còn bây giờ cô sẽ điểm phát điểm kiểm tra nha. Rồi bạn Sam 10 điểm, chúc mừng em. Em học rất là giỏi luôn đó. Cố gắng phát huy được học giỏi nhất lắm. Mãi mãi nha. Dạ em cảm ơn cô. Chị mình ghê vậy ta. Chị hai ơi. Còn Sim. Dạ. Dạ. Em học cái gì vậy hả? Em làm bài kiểm tra như vậy mà cũng là lá mà. Em xem em được bao nhiêu điểm đây này? 3 điểm. Hả? Dạ. Tính ra mình cũng học chăm chỉ với bộ. Sao mà chị được 3 điểm? Ủa, cô chấp nhận làm thì sai tùm lum tà la. Đã thế là còn đền bừa, còn vẽ bậy vào đây nữa. Không thể chấp nhận được á. Sau này á, em phải học hành chăm chỉ hơn. Em nhìn chị em đi kìa. Chị em học giỏi, còn lại còn ngoan nữa. Xứng đáng là học sinh ngoan nhất lớp, giỏi nhất lớp. Còn em thì... Thật cười vậy ta. Nói chung á, là các bạn trong lớp phải cố gắng học thật là giỏi để có điểm cao, sau này lớn lên làm được nhiều việc hơn nha. Nhất là si mê đó, nghe chưa? Dạ vâng, tôi con sẽ cố gắng nhiều ạ. Và bây giờ thì lớp chúng ta tan học nha. Cười vậy ta. Tính ra em cũng làm đúng cho bộ cho chị được 10 điểm mà em được 3 điểm thôi ạ. Không bằng. Em đã cố gắng thôi chứ sao giờ, lại điểm 3 chứ gì. Thôi về nhà sớm đi, cả ba mẹ lo bây giờ. Được tỉnh hơn. Thôi, nói chung lần này 3 điểm, lần sau mình sẽ cố gắng được nhiều điểm hơn. Quá trời em ơi. Chị đi đâu vậy? Nè. Em sẽ là người về nhà trước. Đi chậm thôi, coi chừng ngã chờ Sim ơi. Trời ơi, cái gì mà ngã chứ. Hello. Dạ, thưa ba, thưa mẹ, con mới đi học về nè. Chào con ngã nha. Dạ. Chào con gái vô bàn ngồi đi nha. Dạ vâng. Trời ơi, mình về sớm nhất mà. Dạ, thưa ba mẹ, con đi học về ạ. Con gái cưng của mẹ của ba. Trời ơi, con gái về rồi hả? Con đói bụng không? Dạ, hôm nay con đi học sao rồi? Được điểm mấy? Dạ, hôm nay hả? Tính ra mẹ đâu cần hỏi đâu, mẹ cũng biết mà. Từ từ, để ba đoán nha. Điểm 10 đúng không? Dạ vâng ạ. Trời ơi, giỏi quá con gái ơi. Con của mẹ học giỏi. Đây, lên bàn đi con. Con ăn đi, chị đồ ăn cho nè. Dạ. Rồi, đây là của Sim đúng không? Đây, cơm sườn. Con cảm ơn ba mẹ. Cơm sườn bì chả trứng khô. Trời ơi, cái bà này bà chuẩn bị thiếu quá. Ăn nhiêu đây xong bé nó no được. Phải thêm cái dĩ gà nữa nè. Đúng rồi. Còn cả cái bánh ngọt nữa nha, ăn đi nha. Xin ăn xong, Sim ăn xong lên trên kia phơi quần áo với ba mẹ nha. Ba mẹ gì cười vậy? Khoan. Sim ăn xong thì nhớ rửa bát giùm ba mẹ nha. Khoan từ từ. Tại sao chị hai á, rồi đồ cơm sườn bì chả thịt gà với là bánh ngon, sao con được mỗi dĩa cơm sườn vậy? Trời ơi, con gái ơi, ba nói con gái nghe nè. Chị hai của con á là đi học vất vả, học nhiều lắm. Con gái á, phải hiểu cho chị hai chứ. Chứ bây giờ con gái mà so bì vậy đâu có ổn. Bây giờ chị học là chị được tận điểm 10 lận nè. Chị cũng ngoan nữa. Con học được... khoan, má thư hỏi con được điểm mấy hả? Dạ, con được điểm cũng trung bình thôi hả? Là điểm mấy? Dạ, 3 điểm mà. Trời ơi. Ba, điểm ba. Trời ơi, con gái ơi. Bây giờ là sắp thi giữa học kỳ 1 rồi. Bây giờ con học 3 điểm vậy hả? Trời ơi, thất vọng quá. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ con lên học ngay đi. Không nói nhiều nữa. Trời, chị gái của con á, 10 điểm. Con gái cho đi ăn học thêm nữa đó. Mà học được có 3 điểm. Nhưng mà con cũng cố lắm rồi chứ bộ mà không hiểu sao cô chấm con 3 điểm nữa. Còn cái gì nữa là con học không có giỏi thì bây giờ lên học đi. Còn Sam, bây giờ là con ăn xong đi.
xong rồi xíu nữa ba mẹ cho đi công viên nước đi, đi chơi công viên nước coi như là thăm thưởng cho con được điểm 10. Ôi, bà ơi, nói gì kì vậy? Nghĩ sao đi chơi công viên nước vậy? Đi chơi công viên nước xong, đi ăn thịt nướng. Dạ. Nhà còn bát rồi chén chưa rửa, quần áo thì chưa phơi, học thì không tới đâu, ở nhà đi con. Được có 3 điểm mà con còn đi chơi thì hả? Bây giờ đi học đi, bao giờ lên được 10 điểm thì ba mẹ dắt đi, còn không thì ở nhà, không nói nhiều. Rồi, thôi đi thôi. Dạ vâng ạ. Trời ơi, mình phải rèn luyện con gái của mình vậy đó. Thôi con gái ở nhà nha, ba mẹ đi đây. Mẹ, mất công bằng quá à. Ở nhà lúc nào ba mẹ cũng thương chị hai hơn mình á, còn mình lúc nào cũng bị ba mẹ không thương mình. Cái gì chứ, học giỏi hơn mình thì có gì đâu, tôi cũng ngoan chứ bộ. Đồ chơi dễ thương quá à. Wow, bạn búp bê nè, bạn thỏ nè. Ôi, thật sự không công bằng. Chị hai, chị hai cho em một con đi, chị hai có ba con rồi. Nhưng mà cái này là ba mẹ mua chị mà làm sao đưa cho em được đúng không? Nhưng mà chị hai đúng là đồ ăn gian. Ủa, chị ăn gian gì đâu, cái này là do chị được điểm 10, ba má chị tặng chị thôi chứ có gì đâu mà ăn gian. Chị hai vì được điểm cao nên ba mẹ mới tặng quà cho chị, còn em á vì điểm thấp ba mẹ không tặng quà cho em, thật là không công bằng. Em không có chị, không có chịu. Chị hai ăn gian quá à, ba mẹ thương chị hai hơn em. Thì bây giờ em chỉ cần học giỏi thôi là em sẽ được thương rồi đúng không? Trời ơi, 3 điểm thì làm sao ba mẹ thương được, 10 điểm mấy chị mới được thương nè. Gì này. Chị nhất định em sẽ học giỏi học chị cho coi. Chị đừng có tưởng chị 10 điểm mà hơn em. Học giỏi vậy hả? Em học giỏi hơn chị sao? Để xem coi học giỏi được không. Thôi chị đọc bài đây. Ý chị là khen thường em sao? Vậy thì em làm gì? Có chị đang học bài mà. Vậy sao? Em khiêu chiến với chị đó. Con gái ơi, con gái Sammy, con mắt của con sao vậy, sao nó bầm lên luôn rồi nè, tím luôn nè. Simmy, sao con lại làm gì với chị con? Chơi gì mà chơi dở quá vậy? Sao con lại làm vậy với chị con hả? Có phải là con ganh tị với chị con, là chị con học giỏi, chị con được ba mẹ chiều hơn nên là con ganh tị? Bây giờ con muốn huấn chị với mẹ không hả? Không phải. Ba mẹ đối xử với con cũng đâu phải là tệ đâu. Mà bây giờ con làm vậy với chị con hả? Con học khói hư quá vậy? Đứng vô đây, đứng vô, quanh tay. Quanh tay lại chứ ba. Ba mẹ, nhưng mà ba ơi, không phải như ba nghĩ đâu. Quanh tay cho ba. Còn nhân gì nữa, tuyệt vọng thật sự luôn. Con gái Sam ơi, con Sam vậy? Dạ con không sao, chị hơi nhức mắt thôi ba mẹ ơi. Cái này có cần phải đưa đi bệnh viện không ba? Trời ơi. Tất nhiên là có rồi, đưa đi bệnh viện chứ, này làm xấu con gái mình đó. Con gái lên ba. Con ghét ba mẹ. Ba mẹ đi đâu, chị hai của tôi. Sam, con đi đâu vậy? Dừng lại đi. Ba khỏi cần phải đi kiếm nó. Tí nữa nó lại về vậy mà. Con gái con đứa bày đặt giận ngần vu vơ rồi á.
ba chiều con quá rồi đó. Thôi Sammy ơi, bây giờ để ba mẹ dẫn con đi bệnh viện nha. Dạ vâng ạ. Đi thôi. Bạn gấu ơi, ba mẹ chả thương mình tẹo nào. Tính ra rồi hai lúc đó mình với chị hai mình cũng chơi ném bóng tuyết mà mình chỉ lỡ tay thôi chứ mình đâu cố tình gì đâu. Thế mà ba mẹ là chửi mình. Đúng là ba mẹ chỉ thương chị hai thôi. Trời đất ơi, buồn quá. Chỉ là chị hai học giỏi hơn mình thôi mà. Ba mẹ cần phải đối xử với mình vậy không chứ? Con gái, tại sao con khóc vậy? Tại sao con buồn ở đây? Tại sao con ở đây một mình? Tại sao vậy? Dạ, hồi nãy ba mẹ mắng con, rồi để con bỏ nhà ra đi luôn. Ba mẹ không có thương yêu gì con hết trơn á. Con giận ba mẹ rồi. Con gái, trời ơi, ba mẹ chỉ mắng vài câu là yêu thương con thôi mà. Sao con lại đi bỏ nhà như vậy? Con gái là bỏ nhà là không được đâu nha. Nhưng mà ba mẹ chỉ thương chị hai của con thôi, chứ ba mẹ không có thương con gì hết trơn á. Chị hai á, lúc nào á, kiểm tra cũng được 10 điểm, được điểm cao. Nhưng mà con á, con kiểm tra con được điểm thấp. Nhưng mà không phải là con không có học bài mà con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà con cũng chỉ được chừng đấy điểm mà. Nên ba mẹ lúc nào cũng yêu thương chị hai hơn con. Con lúc nào cũng bị ba mẹ mắng, ba mẹ treo mà. Tại sao con phải ở cạnh ba mẹ chứ, ba mẹ đâu thương con đâu. Ba mẹ thương con mà. Thế bây giờ ta hỏi con nha. Thế là tiền ăn nè, con lấy ăn từ đâu nè? Từ ba mẹ. Quần áo con mặc ở đâu nè? Thì cũng từ ba mẹ luôn. Đó, thì ba mẹ cho con ăn, ở, là chăm sóc cho con như vậy là ba mẹ rất là thương con luôn. Có thể là ba mẹ mắng con bởi vì là ba mẹ hơi buồn vì con bị điểm thấp. Nhưng mà nếu mà bây giờ con cố gắng học chăm chỉ hơn, học giỏi hơn và ngoan ngoãn hơn và yêu thương chị gái hơn thì biết là ba mẹ sẽ thương yêu con hơn mà, đúng không? Thế sao? Nếu mà con chỉ cần cố gắng điểm cao hơn bài tập trước thì ba mẹ sẽ thương con hơn và ba mẹ sẽ bảo con là đứa trẻ ngoan á hả? Thật không? Đúng vậy. Mỗi lần chúng ta cố gắng điểm sau cao hơn điểm trước như vậy là được rồi. Vậy sao? Được rồi, dạ không? Bây giờ con sẽ cố gắng về nhà, cố gắng học thật chăm chỉ, thật là chăm ngoan và đặc biệt là yêu thương chị gái của mình. Ba mẹ sẽ thương yêu con hơn, đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ vâng, con cảm ơn ông nhiều ạ. Dạ, bây giờ con sẽ đi về, con sẽ học bài thật chăm chỉ và nghe lời bố mẹ. Bây giờ con nhớ về nha, về nhà và xin lỗi bố ba mẹ nha. Dạ vâng, con sẽ cố gắng học thật chăm chỉ ạ. Dạ, con chào ông cụ ạ. Bye bye. Trời mưa mất tiêu rồi, về nhà sớm rồi. Các bạn ơi, dù lần trước mình không được điểm cao cho lắm, nhưng lần này mình nhất định sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để ba mẹ thấy mình một đứa trẻ ngoan. Đi về nhà thôi, ba mẹ chờ đó. Con sẽ cố gắng học thật giỏi cho coi. Và sau ngày hôm đó, mình đã quyết tâm cố gắng học thật giỏi. Và dù mình biết việc học không có dễ dàng với mình, nhưng vì để khiến ba mẹ vui và ba mẹ hạnh phúc nên mình đã cố gắng học rất là nhiều nè. Mình đã cố gắng học nè, mà còn cố gắng nghe lời bố mẹ nữa. Đó, mình mong sau những việc này, ba mẹ sẽ thấy được sự nỗ lực của mình và yêu thương mình hơn. Cố lên nào Jimmy, cậu có thể làm được mà, cố lên. Ok, hôm nay là ngày quan trọng của mình. Chị hãy xem sự nỗ lực của em đây. Xem. Các em, bài kiểm tra tới rồi. Dạ. Hôm nay cô vẫn tiếp tục tuyên dương bạn Sammy của chúng ta lại được 10 điểm nữa. Học giỏi quá trời quá đất luôn. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Chúc mừng chị nha. Cố gắng phát huy cả những lần sau nữa nha. Còn dạ vâng ạ. Dạ, em nghe thưa cô. Dạ. Em đã sẵn sàng biết điểm của em chưa? Dạ vâng, em đã sẵn sàng rồi ạ. Cô không thể tin được luôn á Sim. Hả? Tại sao? Tại sao? Chắc lại 3 điểm chứ gì. Tại sao em lại học giỏi được như vậy? Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Là em được tận 7 điểm lận. 7 điểm hả? 7 điểm? Ủa cái này thật hả cô?
chứ chẳng lẽ bà kiểm tra dối em ơi. Hả? Cô chỉ cần thôi lần sau em cố gắng hơn nữa thì có phải là em cũng được 10 như sao không? Là lớp chúng ta an toàn học sinh giỏi. Yeah. Dạ vâng. Không ngờ lần này mình được 7 điểm luôn. Chị thấy cho em cũng học được chứ bộ. Không hay đó. Thôi được rồi, em sẽ chạy về nhà khoe ba mẹ trước. Em về trước nha. Biết chưa? Về nhà khoe ba mẹ thôi. Được 7 điểm rồi nè. Papa mama, con được 7 điểm nè. Wow. Mình phải ra về khoe với ba mẹ mới được. Papa mama, ba mẹ ơi, ba mẹ. Ba mẹ, con về rồi. Ba ơi. Chào mừng con gái. Chào con gái nha. Dạ. Ba mẹ biết tại sao hôm nay con về sớm không? Sao về sớm vậy? Sao hôm nay về sớm vậy con? Không, chưa tới giờ tan học mà. Phải lại điểm kém nữa hả? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Lần này con đã cố gắng hơn rồi nè. Xin con xin trân trọng giới thiệu ba mẹ luôn. Hôm nay cô giáo phát bài kiểm tra ra con được 7 điểm. Tần 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 tần. Ghê. Ui, 7 điểm thật nè không? Wow, 7 điểm luôn. Dạ. Cố gắng cố gắng thêm nha. Nhưng mà 7 điểm cũng cao. Dạ, thưa ba mẹ con mới về ạ. Trời ơi, con gái của ba mẹ. Con gái đói bụng không? Con gái đói bụng không? Trời ơi, ba đang làm thịt gà cho con ăn nè con gái. Dạ vâng, lát nha ba kiểm tra. Bánh ngọt này, đây nè, ăn nè. Đấy. Đây, bà kiểm tra của con nè ba mẹ ơi. Điểm giá. Dạ đây ạ. Đâu xem nào. 10 điểm, trời ơi, lại 10 điểm sao? Trời ơi. Thật là tuyệt vời. Ba ơi, bà đem coi trong tủ lạnh có gì đó là nấu cho con bé ăn coi. Trời ơi, nó mùi điểm nè. Tôi đang nấu nó này, đang nấu bánh. Ủa, ba mẹ biết tin là gì ta? Em gái mình được 7 điểm không vậy? Hả, đúng rồi. 7 điểm hả? Ba mẹ biết. Bảy điểm đó. Trời ơi, hôm bữa con chỉ được 3 điểm thôi, nhưng hôm nay con đã được 7 điểm đó. Ba mẹ thấy sao? Trời ơi, tốt lắm con gái. Con gái được 7 điểm là tốt rồi. Nhưng mà lần sau cố gắng bằng như chị của con nha. Phải 10 điểm mới được nha con. Thôi được rồi, con gái Sammy. Giờ ba có mấy trái táo nè, ăn đi con. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Nhưng mà mẹ, ba mẹ. Nhưng mà con không có cố gắng chứ bộ. Sao ba mẹ chỉ thương chị hai của con sao? Bánh kẹo không đâu. Úi, kỳ vậy. Ủa, con bé này, sao hôm nay lại lên giọng với ba mẹ? Trời đất ơi, ba mẹ đi làm cực khổ bên ngoài về đây á, để kiếm tiền nuôi cho hai đứa ăn học. Mà bây giờ con nói vậy với ba sao được con? Ba, mẹ. Con hiểu rồi, ba mẹ chỉ xem chị hai là con của mình thôi. Ba mẹ đâu xem con là con đúng không? Hả? Hả? Con bé này. Được rồi, con sẽ không ở đây nữa. Con ghét ba mẹ, con ghét hai người, con ghét cả chị gái nữa. Nhà này. Con bé này. Con gái. Con ghét hai người. Ủa, em gái ơi. Con bé này, đứng lại con ơi. Lại bỏ nhà đi nữa rồi. Kệ nó đi, tí nó đói bụng tự về vậy. Ủa, ba mẹ ơi, ba mẹ thấy có quá đáng không? Chứ con thấy 7 điểm cũng cao mà. 7 điểm? 7 điểm làm sao bà giờ bằng 10 điểm được? 10 điểm mới là tương lai, nghe không? Mới có tương lai, mới sau này đi làm nghề có tiền được đấy. Đúng rồi, thôi bây giờ mình vào nhà ăn đi con gái vào nhà đi. Ôi, con gái ơi, vô nhà ăn cơm con gái ơi, đừng quan tâm. Dạ vâng ạ. Đây. Hả? Một chiếc xe. Hả? Sao con gái giờ vẫn chưa về ta? Con bé này á, cố chấp thiệt. Thôi được rồi, bây giờ hai mẹ con ở nhà đi. Để tôi đi ra ngoài tôi kiếm nó. Kiếm được về á, chắc chắn là phải phạt nó một trận mới được. Đúng rồi đó. Ê, không biết quen. Tôi có điện thoại này, có điện thoại của người lạ gọi nè. Tiếng trước từ từ để tôi nghe thử coi. Alo, tôi nghe ạ. Là sao cơ ạ? Anh bảo con gái tôi đang ở bệnh viện á. Hả? Trời ơi. Dạ, cảm ơn anh, tụi tôi đến liền. Trời ơi, ông ơi.
Bình Duyên, tại sao nó lại Bình Duyên? Không biết nữa. Đây, đây, đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên, đi. Ủa, tại sao mẹ ở bệnh viện thế này? Hả? Cái gì trời? Ôi à. Con gái, con gái. Bỏ đâu rồi? Con mẹ. Con có sao không? Con có sao không con? À, dạ, dạ con không sao hả? Trời ơi, hồi nãy tự nhiên con chạy nhanh quá xong bị xe tung nên bây giờ con nằm ở đây luôn, nhức đầu quá à. May mà chưa bị gì. Trời ơi con gái à, con chạy dồn quá vậy, con bỏ nhà ra đi. Không biết là bà mẹ lo cho con lắm không? Hả? Chị cũng lo cho em lắm luôn. Sao mà đừng làm như vậy nữa trời. Hả? Ba mẹ, ba mẹ lo cho con. Ba mẹ là ba mẹ của con, ba mẹ không lo cho con thì ai lo, sao con nói vậy? Ba mẹ nói xạo, ba mẹ nói, xạo, ba mẹ không mẹ thương con gì hết trơn á. Bố mẹ chỉ thương chị hai thôi, bố mẹ đâu thương con đâu. Mỗi lần chị hai được 10 điểm, bố mẹ mua quà dẫn dài đi chơi. Còn con mỗi lần được điểm thấp, bố mẹ chỉ la nạt con mà thôi. Con biết, hôm nay con chỉ làm được 7 điểm, không bằng chị hai, nhưng mà con đã rất là cố gắng để đạt được điểm cao. Con thực sự đã cố hết sức mình để được 7 điểm. Nhưng mà bố mẹ chỉ quan tâm chị hai được 10 điểm thôi, bố mẹ không quan tâm tới con. Đã bao lâu rồi bố mẹ chưa dẫn con đi chơi hay mua một món đồ chơi mới cho con? Bố mẹ nói sao? Bố mẹ chưa từng thương con bao giờ hết. Thì ra là như vậy sao? Ba tệ quá. Ba là cha của con. Hả? Mà cha lại không quan tâm được con gái của mình. Cha không hiểu con gái của mình. Cha không xứng đáng làm cha nè. Cha tệ đó. Mẹ, xin lỗi. Mẹ con, mẹ sao lại mẹ sẽ thay đổi? Mẹ sẽ quan tâm con hơn. Ủa con gái. Chị cũng xin lỗi em vì từ trước giờ chị không bao giờ quan tâm em, chăm sóc em như một người chị gái thật sự. Chị xin lỗi. Nhưng không sao đâu ạ, chỉ cần gia đình chúng ta hiểu nhau được rồi. Mọi người có thể ôm con một cái được không? Con gái. Con gái à? Về nhà đi. Ba sẽ nấu cho con cơm gà để con ăn nha. Dạ vâng. Gia đình chúng con sơn tấm mì chả gì con muốn ăn. Ba sẽ nấu cho ba sẽ nấu tất cả những món mà con yêu thích nhất cho con ăn. Dạ vâng. Con đừng giận ba nữa nha. Dạ không sao đâu ạ. Dễ thương nhất cô chị. Nhà chị nói nha. Chỉ cần ba mẹ luôn luôn yêu thương con là con hạnh phúc lắm rồi. Trời ơi, cái bà này đó, bà thương hai con gái bà đâu có thương tôi đâu. Ngon ngon hai đứa. Dạ ngon lắm ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ nhiều. Cảm ơn ạ. Thôi hai đứa, bây giờ hai đứa tranh thủ ăn đi, tí nữa cả gia đình mình đi chơi. Là hai đứa con gái ngoan của ba. Và từ hôm đó ba mẹ đã yêu thương hai chị em mình rất là nhiều. À, mình thật sự rất là vui nữa. Con cảm ơn bố mẹ đã lắng nghe và luôn đem những điều tốt đẹp nhất dành cho hai tụi con. Con yêu bố mẹ. Ok ok. Sao mà cái mặt chị sao vẫn còn sưng vậy? Sưng khô